Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Linh. Video ngày hôm nay sẽ là một video mà mình sẽ làm về chủ đề son. Bởi vì rất là lâu rồi mình không làm các video về son ấy. Mà mình thấy mọi người hỏi mình rất là nhiều về những cái thỏi son mà mình hay sử dụng. Thường ấy thì mình sẽ hay đánh những màu đỏ mọi người ạ. Mình thích tất cả những cái màu son mà có liên quan đến màu đỏ. Ví dụ như là đỏ tươi này, đỏ thuần này, đỏ trầm này, đỏ cam này, đỏ tím vân vân, đỏ nâu mình cũng thích luôn. Mình rất hợp màu đỏ mọi người ạ. Mình để tóc đen ấy mà cái nền da của mình thì nó không quá ngăm, nó cũng hơi sáng sáng một chút ấy. Cho nên là khi mà đánh son đỏ lên ấy thì mình thấy cái khuôn mặt của mình nó rất là sáng và trông nó rất là sang chảnh luôn. Vậy thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 6 màu son đỏ trầm mà mình thích nhất. Tất cả những cái thỏi son mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay ấy, thường nó sẽ có mức giá dưới 350.000, hầu hết là nó khoảng tầm 300.000 đổ lại mọi người. Và trước khi bước vào video ngày hôm nay, mình muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, mình không nhận được bất cứ một đồng tiền nào từ các nhãn hàng mà mình giới thiệu mọi người trong video ngày hôm nay. Cho nên mình hy vọng rằng là mọi người sẽ có cái nhìn thật là khách quan đối với những sản phẩm mà mình giới thiệu mọi người trong video ngày hôm nay nhá. Và thôi không có nói nhiều nữa, chúng ta sẽ đến với màu son đầu tiên nhá. Thỏi son đầu tiên thì không quá xa lạ với mọi người nữa. Đây là cái son hai đầu rất là quen thuộc của nhà Lemonade, có tên gọi là Perfect Couple Lip Love Collection. Đây là cái phiên bản mà nhà Lemonade kết hợp với chị Đông Nhi ấy. Thì cái màu son này thì mọi người thấy trên video thì mọi người cũng đã thấy là cái độ đẹp của nó đến mức như thế nào đúng không? Trong cái màu đỏ trầm này ấy, thì cái sắc nâu nó rất là vừa phải. Cho nên khi đánh ở trên môi ấy, thì mọi người sẽ không thấy là cái môi của mọi người nó bị bầm quá ấy. Thường nếu như mà đánh những cái màu son đỏ trầm ấy mà nó có cái sắc nâu nhiều quá là khi mình đánh lên thì không thấy cái da mặt của mình nó trắng đâu, mà mình thấy cái môi mình nó hơi bầm bầm ấy. Nhưng mà khi mà đánh cái màu son này lên ấy thì mọi người sẽ thấy là cái răng của mọi người cũng như là da mặt được tôn lên rất là nhiều. Có một điểm mà mình rất yêu thích của cây son này ấy, đó chính là cái đầu lip filler này. Mình không chỉ sử dụng cái lip filler này với cả cái son này đâu, mà mình sử dụng cái lip filler này với bất kỳ những cái thỏi son nào mình thích. Nói chung là cái lip filler này ấy, nó làm cho cái môi của mình được phủ lên một lớp rất là căng mọng trước khi đánh son. Son sẽ set lại ở trên môi sau khoảng tầm từ 1 đến 2 phút. Sau 1 đến 2 phút ấy thì mọi người sẽ thấy là cái chất son này nó rất là đẹp. Cái màu son này như mình đã nói là nó có cái sắc đỏ ấy nhiều hơn cái sắc nâu, cho nên khi đánh lên môi ấy, tổng thể toàn bộ gương mặt của mọi người ấy, nhìn sẽ rất là sáng. Và mọi người có thể đánh màu son này ấy, kể cả ở gương mặt mộc hay là những cái gương mặt trang điểm kỹ càng ấy. Giá của cái son này ấy, thì dao động khoảng tầm 300.000 với được cả hai đầu son như thế này thì mình cảm thấy nó khá là hợp lý nha mọi người. Và cái thỏi son Perfect Couple Lip của nhà Lemonade này ấy, thì thường nó sẽ có độ bám ở trên môi từ 4 đến 6 tiếng mọi người ạ. Và khi ăn uống ấy, thì nó sẽ không trôi sạch thành xanh đâu, nó vẫn sẽ để lại một cái lớp thin rất là đẹp ở phía dưới môi. Thế nhưng mọi người lưu ý nhá, khi mà uống nước ấy, thì nó vẫn sẽ dây ra thành cốc. Và cái son này ấy, thì nó có cái mùi hương liệu không quá nồng, và cái mùi này thì mình cũng khá là thích, nó giống như là một cái mùi hoa quả ấy mọi người. Mình không hề cảm thấy quá khó chịu đối với cái mùi của cái son này. Chỉ có một điểm trừ rất nhỏ thôi, đó chính là về cái thiết kế của cây son này ấy. Trông nó hơi xì tin đi mọi người, cute hột me đấy. Nhưng mà mình thì mình thích những cái thỏi son hoặc là những cái đồ make up trang điểm ấy trông nó phải sang chảnh một chút xíu. Thế nhưng mà mình nghĩ thì đây chính là định hướng của nhãn hàng Lemonade ấy. Mình thấy hầu hết tất cả sản phẩm của nhà Lemonade ấy, nó đều có những cái thiết kế trông rất là trẻ trung và rất là xinh ấy. Chắc chắn là nó sẽ phù hợp đối với những cái lứa tuổi dưới 25. Còn đối với những người mà sắp sửa 30 như mình ấy, khi cầm cái thỏi son này trên tay thì mình thấy nó hơi trẻ con so với lứa tuổi của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với màu son thứ hai nhá. Đây là cái màu son ấy mà chắc chắn là mình sẽ mua đi mua lại, mua mãi mua hoài. Mình có đến hai cây này mọi người ạ. Đây là thỏi son BBA Last Velvet Lip Tint màu 25. Và như mình đã nói rồi đó, là mình rất thích cái màu son này, đến mức mà mình luôn luôn phải có một thỏi son mới dự phòng ở trong nhà vì mình đánh cái cây son này rất là nhiều. Đây là một cái màu son đỏ nâu ấy, khi mà đánh ở trên môi mọi người thấy đúng không? Nó làm cho cái khuôn mặt của mình sáng lên và trông nó rất là sang luôn. Cái thỏi son này đánh lòng môi cũng đẹp mà đánh full môi cũng đẹp luôn. Thỏi BBA mà 25 này thì có chất son khá là đặc một chút. Khi mà mình mở cái cây son ra thì mình nghĩ là mình sẽ không thích nó lắm đâu. Nhưng mà khi mà đánh cái thỏi son này trên môi thì mình đã phải suy nghĩ lại. Khi đánh ở trên môi nó rất là mịn, và sau khoảng tầm từ 1 đến 2 phút son nó set lại ở trên môi thì nó để lại trên môi mình một cái lớp mịn lì rất là đẹp luôn, không để lại rãnh môi mọi người ạ. Màu son BBA mà 25 này có thể đánh được ở nền da trắng rất là đẹp này, và đánh ở nền da nâu trông rất là tây luôn mọi người ạ. Về mùi hương ấy thì đây chắc chắn sẽ là khuyết điểm, bởi vì mình thấy cái son này nó hơi nồng mọi người. Nếu như mình để gần lại như thế này
thì mình thấy cái mùi hương liệu nó nồng, nó đau đầu luôn ấy. Thế nhưng mà khi đánh ở trên môi thì lại không cảm nhận quá rõ ràng, mình chỉ thấy cái chất son nó hơi đặc và cái mùi hương nó rất thoang thoảng. Sau khoảng tầm 2 đến 3 phút thì cái mùi hương đấy nó sẽ bay hết đi. Nếu bạn nào mà quá dị ứng với hương liệu ấy thì các bạn phải cân nhắc nha. Thì nhưng mà vì cái màu son này cho nên cái chất son nó quá đẹp và cái giá thành nó quá hợp lý, cho nên là dù nó có cái mùi hương hơi nồng một chút thì mình vẫn có thể tha thứ được, mọi người thấy không? Khi đánh lên mặt ấy nó đẹp và nhìn nó sang cực kỳ luôn mọi người nhá. Và mình đã test rồi ấy, cái độ bám của son này ở trên môi nó rất là tốt luôn, nó có thể bám tốt được từ 6 đến 7 tiếng. Và khi uống nước ấy, thì son sẽ vẫn dây ra thành cốc, bởi vì như mình đã nói ấy, là cái chất son này nó không phải set ly vào trong môi đâu, nó vẫn tạo độ ẩm ở trên môi. Với cái chất son đẹp như vậy và cái màu son đỉnh như thế này ấy, thì mình sẽ đánh giá cái son này rơi khoảng tầm 9 điểm. Một điểm mình trừ đi là bởi vì cái mùi hương liệu của nó quá nồng mọi người. Cho nên là nếu như bạn nào mà quá dị ứng bởi hương liệu ấy, thì các bạn có thể tránh cái màu son này ra ấy. Nhưng đối với mình thì đây là tình yêu cuộc đời mình, không thể nào rời xa được luôn. Màu son thứ ba và cũng chính là cái màu son mà mình nghĩ là rất là nổi tiếng trên kênh YouTube của mình. Khi mà mình đánh cái màu son này lên ấy thì mọi người đã hỏi mình rất là nhiều rằng cái son này tên là gì và cái màu son số bao nhiêu. Thì mình xin phép trả lời, cái màu son mà mình đánh trong video làm trắng da body chính là cái son này. Và hiện nay thì cái son này trên fanpage của mình cũng đã hết hàng rồi. Các cái màu khác thì còn, nhưng riêng cái màu 05 này thì nó đã hết hàng trên toàn bộ mặt trận rồi mọi người ạ. Và về chất son ấy thì các bạn lưu ý nhá, đây là một chất son kem rất là lỏng luôn. Nó lỏng và lì đến mức là nếu như khi mà đánh ở trên môi, các bạn chỉ cần bặm môi tầm 4-5 lần ấy, thì cái son đó đã set hoàn toàn vào môi. Thế nhưng mà nó không hề làm khô cái môi của mình ấy. Thì khi mà đánh cái son này lần đầu tiên ấy thì mình đã cảm giác nó rất là lạ về cái chất son luôn. Và về cái mùi hương ấy thì các bạn phải lưu ý nhá, là cái son này nó có cái mùi hương không hề dễ chịu một chút nào. Nó đúng là cái mùi hương liệu, cái mùi hóa học luôn ấy mọi người. Khi mà mình đánh cái son này ở trên môi lần đầu tiên ấy thì mình đã cảm giác là cái mùi của son này nó cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy mọi người. Thế nhưng mà vì cái màu nó quá đẹp ấy, đây là một cái màu đỏ mận trầm ấy, nó không những làm sáng cái da mặt của mọi người mà nó làm sáng luôn cái phần da cổ luôn ấy. Và đây là một trong những thỏi son quý hiếm mà mình giữ lại để dùng, bởi vì mọi người biết sao không? Và hiện nay trên fanpage của mình đã hết sạch cái son này rồi, cho nên là mình chỉ giữ lại để đánh những lúc nào mà ghi hình thôi. Son này có thể bám trên môi từ 6 đến 8 tiếng và khi mà mọi người uống nước ấy thì nó không hề dây ra thành cốc luôn, bởi vì là cái chất son nó quá lì và nó set trên môi quá chặt ấy. Cho nên khi tẩy trang ấy thì mọi người cũng phải lưu ý là chúng ta nên tẩy trang kỹ ở trên môi nhá. Và mình khẳng định luôn là cái son này nó rất là bám luôn á. Nếu như mọi người ăn uống những đồ bình thường ấy thì nó cũng không xi nhê gì luôn. Khi mà mọi người ăn đồ quá dầu mỡ ấy thì nó sẽ bay cái lớp son kem ở bên ngoài đi. Thế nhưng mà cái lớp tin của cái son này ấy, nó bám rất chắc vào môi. Bạn nào mà quen đánh những cái thỏi son mà nó bám, nó lì đến mức như thế này ấy, thì chắc chắn là các bạn nên thử sử dụng cái son Luna mà 05 này. Thỏi son đỏ trầm thứ tư á, là đến từ hãng A-Concept. Thì đây là một hãng nội địa của Hàn. Ở Việt Nam thì các bạn sẽ ít nghe tới cái hãng này, nhưng mà ở Hàn ấy thì đây là một hãng mỹ phẩm khá là chất lượng. Và giá thành của thỏi son này ấy thì đắt nhất trong cả 6 thỏi son mà mình giới thiệu với mọi người trong video ngày hôm nay. Nó có giá khoảng tầm là 350.000 thỏi son này nha mọi người. Thế nhưng mà cái giá ấy thì sẽ đi kèm với chất lượng. Khi mọi người cầm cái thỏi son này ở trên tay thì mọi người sẽ thấy là cái bao bì của cái thỏi son này ấy, nó rất là đẹp và nó được làm bằng hợp kim rất là chắc chắn luôn. Mặc dù cái vỏ son là vỏ son bóng thế nhưng mà nó lại không hề dễ bị xây xước. Và cái son này ấy, thì nó có cái độ mới rất là cao. Để bàn về màu son ấy, thì khi mà mình đánh ở trên môi thì mọi người cũng đã thấy đây là một cái màu son đỏ trầm rất là đẹp. Thường thường những cái màu son đỏ trầm ấy thì nó sẽ na ná giống nhau, có những màu sẽ nhiều đỏ hơn này, có những màu sẽ nhiều đất hơn, và có những màu thì nó sẽ pha chút ánh tím, pha chút cam. Thế thì đây là một cái màu son đỏ đất mà nó có cái độ trầm khá là vừa phải. Sắc đỏ và sắc nâu trong cái màu son 212 của hãng A-Concept này ấy, thì nó rất là cân bằng. Khi đánh ở trên môi thì mọi người đều sẽ thấy một cái cảm nhận chung khi đánh các thỏi son trầm, thì sẽ thấy khuôn mặt của mọi người trắng hơn và cái răng của mọi người ấy, trông nó trắng sáng hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái son này ấy, nó có một cái đặc điểm mà khác hoàn toàn so với ba cái thỏi son đầu tiên là mình giới thiệu với mọi người. Vì nó là son thỏi ấy, cho nên là độ dưỡng ở trên môi nó rất là cao. Thế nhưng nó lại không hề dễ trôi một chút nào. Khi đánh ở trên môi ấy, ngay cả khi mà mọi người ăn uống những bữa to ấy, thì cái son này nó vẫn để lại ở trên môi một lớp son rất là bền luôn. Cái màu 212 của thỏi A-Concept này ấy, nó có một chút ánh tím khá là nhẹ nhàng. Và cái son này ấy, nó không hề có cái mùi hương liệu gì quá nồng nàn luôn. Khi mà mình để sát son như thế này ấy, không hề ngửi thấy cái mùi thơm trong cái thỏi son này, gần như là nó là một cái thỏi son gần như là không có mùi luôn ấy mọi người. Vì đây là một trong những cái chất son thỏi mà đẹp nhất từ trước đến nay mà mình đã từng đánh rồi. Nếu như mọi người chưa bao giờ thử đánh son của nhà A-Concept này ấy, thì mọi người có thể thử, bởi vì đối với giá
là 350.000 chắc chắn là cái chất lượng của cái thỏi son này nó hoàn toàn khác biệt so với những cái thỏi son mà đâu đó giá nó chỉ loanh quanh là 150 đến 200 hoặc hơn 200 thì nó không thể nào so sánh đối với chất son thỏi của A Concept đâu. Đây là một trong những thỏi son mà mình rất là thích ấy. Khi mà cầm cái thỏi son này ở trên tay mọi người sẽ thấy là cái thiết kế của thỏi son này thực sự nó rất là sang trọng, và cái cấu tạo của thỏi son phải bấm như thế này để tút được cái thỏi son ra ấy, thì nó cũng rất là lạ. Khi mà mình cầm cái thỏi son này ở trên tay ấy, thì mình cảm giác như của nó rất là sang trọng, nó rất đúng với cái lứa tuổi của mình là sấp xỉ khoảng tầm gần 30 ấy. Và mình nhắc lại một lần nữa nhá, là cái chất son này thực sự nó là một chất son thỏi rất rất là đẹp mà các bạn cần phải thử. Thỏi son BBA màu 13 này cũng chính là một trong những thỏi son của nhà BBA mà mình thích nhất. Thỏi này mình cũng có lên đến là 2 thỏi mọi người ạ. Và cái thỏi son này cũng chính là thỏi son mà có sắc son nhạt nhất trong cả 6 cây mà mình review trong video ngày hôm nay. Chất son của thỏi BBA này thì thực tế nó rất là nhẹ môi, khi đánh ở trên môi mọi người sẽ không cảm giác là nó quá nặng nề ở trên môi. Chất son nó không hề quá dày, rất là mịn và không hề tạo rãnh môi. Còn về màu sắc ấy, thì nếu như các bạn nào đang muốn thử sử dụng một màu son đỏ trầm, thế nhưng mà không muốn đánh những cái màu son quá đậm thì chắc chắn là mọi người phải thử màu son này. Đây là một cái màu son ấy mà mình thường sử dụng để cả đánh môi này và cả đánh má. Nếu như mà các bạn vừa đánh môi vừa đánh má cái màu son này ấy, thì mọi người sẽ thấy cái khuôn mặt của mọi người trông rất là nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng. Nếu như các bạn nào hay xem phim Thái mà các bạn để ý ấy, những cái chị diễn viên Thái thường thường đánh cái màu má với cái màu môi nó cứ có cái tông màu cam đỏ đất ấy, thì mọi người thấy là tổng thể khuôn mặt của các chị ấy nhìn rất tự nhiên và rất là xinh. Thế thì cái màu BBA màu 13 này ấy, chính xác nó không phải là một cái màu đỏ trầm nguyên thủy đâu, mà nó là một cái màu đỏ trầm pha một chút sắc cam ấy mọi người. Kể cả khi mà mọi người đánh full môi thì cũng không hề thấy cái son này nó quá đậm và nó quá dày ở trên môi. Cho nên là cái son này thì mình nghĩ là rất thích hợp đối với những bạn nào ấy đang trong độ tuổi học sinh sinh viên mà các bạn thích một cái màu son nó làm sáng da mặt này, thế nhưng mà nó vẫn làm cho tổng thể khuôn mặt của các bạn có chiều sâu ấy, thì cái màu này là cái màu mà mình nghĩ là các bạn nên thử sử dụng. Và cái thỏi son này thì nó cũng giống như cái thỏi son A Concept, nó không có mùi quá nồng. Thế nhưng cái thỏi son này nó khác biệt ở A Concept một điểm, đó chính là thỏi son này độ bám nó không hề cao, nó chỉ bám được ở trên môi khoảng tầm từ 3 đến 4 tiếng. Nếu như mọi người uống nước ấy thì nó sẽ dây ra thành cốc, cũng như là ăn uống ấy sau một bữa to là nó sẽ trôi sạch đi. Cho nên nếu như mà sử dụng cái son này thì mọi người phải nhớ là mang theo bên mình để nếu như sau khi ăn uống ấy mọi người có thể dặm lại ở trên môi để nhìn cái đôi môi của mình lúc nào cũng trông thật tươi tắn ấy. Rồi, cái thỏi son thứ 6 cũng chính là cái thỏi son cuối cùng trong top 6 màu son đỏ trầm mà mình review với mọi người trong video ngày hôm nay. Đó chính là thỏi son đến từ nhà Merzy có tên gọi là The First Velvet Teen, và màu mình có trên tay là màu V6. Và màu này thì chắc chắn là một cái màu mà rất rất nổi tiếng của nhà Merzy rồi, liên tục cháy hàng mọi người. Đây là một cái màu đỏ trầm ấy mà khi đánh ở trên môi mọi người sẽ thấy là cái mặt của mọi người auto đẹp dù có make up hay không make up. Thế nhưng mà lý do vì sao mình lại để cái thỏi son này đến cuối cùng mới review cho mọi người, bởi vì là cái thỏi son này là thỏi son bám nhất trong cả 6 thỏi son mà mình review với mọi người trong video ngày hôm nay. Cái base của son này nó là son tin, mặc dù nó vẫn có một cái lớp kem nhẹ ở trên môi, thế nhưng mà khi ăn cũng như là khi uống nước ấy, thì mọi người sẽ thấy cái lớp kem đấy nó trôi đi và cái lớp tin ở bên dưới thực tế là nó bám rất chắc vào môi luôn. Nếu như mà mình đánh cái son này thì mình phải tẩy trang đến nỗi mà cái môi của mình nó rất là ráp luôn thì nó mới có thể là bay hết cái màu tin ở trên môi được mọi người ạ. Và cái son này nó có một cái đặc điểm mình không thích lắm, đó chính là khi mà mình tẩy da chết ở trên môi mà cái da môi của mình nó đang hơi mỏng ấy, hoặc là cái môi của mình nó có tổn thương giống như là nó bị rách ấy mọi người, thì khi đánh cái son này lên thực sự là nó rất là ráp luôn. Về cái độ bám của son này ấy, thì mình cũng không biết là nó là ưu điểm hay nó là nhược điểm nữa. Đối với những bạn nào các bạn thích đánh những cái son nào mà nó rất là bám ở trên môi ấy, đẹp mọi nơi kể cả ăn uống hay là kể cả hôn môi ấy, thì các bạn nên sử dụng cái son này. Cái son này nó có thể bám trên môi lên đến là 8 tiếng nha mọi người. Mình đánh đi làm ấy, từ sáng cho đến chiều thì cái son này nó vẫn ở nguyên ở trên môi mọi người ạ. Nói chung là cái độ bám của son này nó rất rất là khủng khiếp luôn. Và mùi hương của son này ấy, thì mình vẫn không thích mọi người ạ. Cái son này nó có một cái mùi hương liệu mà nó hơi cồn cồn một chút ấy. Hình như là hầu hết tất cả những cái son bình dân ấy, thì nó đều có một cái mùi hương liệu kiểu như thế này ấy. Cái son Merzy màu V6 này khi đánh ở trên môi thì mình đang thấy là nó làm cho cái môi của mình thực sự nó rất là mịn luôn ấy. Mặc dù nó rất bám vào môi thế nhưng mà nó lại không hề tạo rãnh
môi. Thường thường mà mình đánh lên những cái video mukbang ấy thì mình sẽ đánh cái son mơ gì này, bởi vì cái son này kể cả ăn uống thì nó cũng chả trôi đi là bao nhiêu. Và chốt lại cuối cùng ấy, với mức giá rất là rẻ, đâu đó chỉ có là 150 cho đến 200 nghìn cái thỏi son này, với màu đẹp như thế này và độ bám ở trên môi rất khủng khiếp như vậy, thì mình nghĩ đây là một trong những thỏi son mà mọi người nên thử, nhất là đối với những bạn học sinh sinh viên mà các bạn không có kinh tế quá nhiều ấy. Ok, vậy là mình đã chia sẻ xong về 6 thỏi son đỏ trầm mà mình thường rất hay sử dụng. Sau video này thì mình nghĩ là mình sẽ lên một cái video về top những thỏi son đỏ tươi, đỏ thuần mà mình hay đánh nhất, bởi vì mọi người biết đó, mình rất yêu màu đỏ. Và trong 6 thỏi son mà mình giới thiệu mọi người trong video ngày hôm nay thì mọi người cũng đã thấy là hầu hết sẽ đến từ những thương hiệu bình dân ấy. Mình rất ít đánh son high end cũng như là các sản phẩm make up high end ấy. Cho nên hy vọng rằng là sau video này thì mọi người sẽ chọn được ra thỏi son với mức giá bình dân và có chất lượng tốt nha. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này, thích mình, thích 6 thỏi son trong video ngày hôm nay thì đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.